Xin chào cả các bạn, và đây sẽ là series mà mình dạy cách bắn Valorant của các pro player trên thế giới. Và lần tập đầu tiên là đến với NAT công bom xe A ở khu vực Split, map Split. Ta thấy có một cái cam, một cái cháp và hai cái lồng. Cam đội đồ nhìn đường chính này, hai cái lồng, một lồng Heaven và một lồng đường chính đúng không? Đồng đội thì hai người ở mid và một người ở B chia ra cây default. Và mid team họ đã chết một người rồi. Sau cùng lúc đấy thì Cypher cũng bật hai cái lồng ở khu vực bom xe A lên. Và điều này sẽ làm cho đối thủ khó đoán được là bên NAT sẽ đánh phía bên nào. Này, Breed đẩy ra khu vực Ram này. NAT ngay lập tức đổi được vì nghe được cái tiếng flash đúng không? Đồng thời là Z ở khu vực nhà dây cũng bị NAT giết. Thế là giết là 2 AA clear. Và đấu này hoàn toàn là kết thúc. Chỉ đơn giản thế thôi. Cái tình huống mà này nhìn thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà nó là một cái default mà mình nghĩ là ai cũng nên học. Nghĩa là việc Cypher thả hai cái lồng ở khu vực A là một cái default gọi là siêu default của Cypher rồi. Khi mà team NAT chia tay default thì có động ở khu vực mid này, nghĩa là tạo động ở khu vực mid chiếm mid đúng không? Đồng thời có cả hai cái lồng ở Cypher ở khu vực A bật lên thì điều đấy làm cho cái người mà bách giữa A và mid là người mà bắn ở nhà dây là dẹt ở team bạn vừa rồi sẽ rất là khó đoán. Không biết nên giữ ở mid hay là ở A nữa. Việc đấy sẽ làm cho rối di chuyển và việc mà NAT bò lên với cái timing hay như thế thì mình nghĩ là cái round đấu này MVP của round đấu này rõ ràng là NAT thôi. Nhưng mà nếu như mà trong tình huống vừa rồi mà đồng đội không ra mid hoặc tất cả đều đi A chẳng hạn thì nó lại là một câu chuyện khác luôn. Thế nên là khi mà chơi Valorant thì mình nghĩ là mặc dù là con tướng gì thì anh cũng phải xem hoàn cảnh là đồng đội đang làm gì và mình sẽ phải thích ứng với điều đấy. Đồng đội cần gì mình thích ứng với điều đấy thì mình nghĩ là cái round đấu vừa rồi là một cái mà rất đáng để học hỏi, mặc dù nó rất là đơn giản thôi. Hai cái lồng, một cái cam check lúc đầu, một cái cháp và có dẹp đi đằng sau để đổi mạng nữa. Và khi mà Cypher pick được, NAT pick được hai người ở khu vực bom xe A thì hai người đồng đội ở mid cũng back về vào nhà dây và đi lên A luôn. Nhưng nếu ví dụ nhá, nếu mà quả đấy Breed mà đẩy ra mà giết chết được NAT hoặc là dẹp thì chưa chắc là đồng đội đã đi A. Và đội có thể đi lên Heaven B chẳng hạn. Thế nên anh em lúc nào cũng phải xem là đồng đội đang làm gì. Và đây sẽ là tập đầu tiên và sẽ có nhiều tập nữa. Và mình sẽ cố gắng làm những clip rất ngắn gọn này thôi và mọi người có thể xem được trong vòng 2-3 phút thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi và mong anh em sẽ hóng tập tiếp theo của series này. Cảm ơn anh em.